Vâng, chào các bạn quay trở lại với kênh Huấn Vina. Đấy, tiếp tục các cái chương trình chia sẻ về xây dựng cũng như là các cái vật liệu để làm sao mà chúng ta dùng trong ngành xây dựng cho nó thuận tiện nhất. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái móc rút đây. Đấy, một cái móc rút được thiết kế bằng thép chống rỉ như các bạn đang quan sát. Chiều dài của nó là 30. Đấy, và nặng là 0,4 kg. Đấy. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cái móc này cho các bạn. Các bạn có nhu cầu để sử dụng cái móc này trong ngành xây dựng thì có thể liên hệ với mình và mình sẽ buộc thử cho các bạn xem. Đây, giả sử như cái này là một sắt công trình đây, chúng ta sẽ cầm cái thép như này. Đấy, cái thép tay mình đang cầm đây. Đấy, chúng ta đặt vòng vào đây. Vòng vào đây, sau đó mình đặt như này và chúng ta kéo, rất là đơn giản này thôi. Đấy. Đây, các bạn đặt vào đây. Và chúng ta kéo. Thế là xong. Rất là nhanh và chắc. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Rất là nhanh, tiện lợi và chắc luôn. Cái này rất là nhanh luôn, chủ yếu là cái khả năng gia thép của chúng ta. Nếu chúng ta gia thép nhanh thì buộc rất là nhanh. Đấy. Mình không phải là chuyên buộc, nếu các bác thợ mà buộc thì rất là nhanh luôn. Các bạn thấy không? Đấy. Chỉ cần đặt vào, kéo lên, thế là xong. Đây nha, các bạn quan sát nha. Đây nha, cái đầu móc đây. Đấy. Chúng ta chỉ cần đặt vào và đặt vòng lại, kéo lên. Và chúng ta thả là tự nó sẽ bật ra. Đấy. Nó sẽ xuôi với chiều tay chúng ta, nó sẽ bật ra. Rất là nhanh luôn. Đấy. Đường móc rất là đều và đẹp này. Các bạn quan sát chưa? Đấy. Đường móc rất là đều và đẹp luôn. Đó. Đấy. Khi mà các bạn làm đã quen tay rồi thì nó rất là chắc. Và cái móc này đều, nó đều quay xuống để sử dụng cho công trình rất là tốt luôn. Các bạn có nhu cầu về mua cái sản phẩm này thì có thể comment ở bên dưới video. Đấy, để mình báo giá tốt nhất, xỉ lẻ luôn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn video sau.